Hello hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của channel NTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 27 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 28, hiện ước 35 của Thí Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 7. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Tiêu Viêm cười cười, sau đó đứng dậy, lướt qua bốn người bên trong gian phòng khom người hành lễ. Sau đó lấy băng tàn mặt lạ áp lên trên khuôn mặt, trực tiếp chậm rãi đi ra khỏi căn phòng rộng lớn. Nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm từ từ biến mất, Phất Khắc Lan thở dài nói, không biết tiểu tử này có thể hay không lọt vào trong 10 người đứng đầu đây. Trước đây 10 người đứng đầu đều là tam phẩm luyện dược sư, hắn mới chỉ là nhị phẩm. Có chút khó khăn đó, bất quá dựa theo tuổi tác của hắn, không chừng có thể tạo được danh tiếng, lần này giống như rất là khó khăn. Mấy lão giả biến thái đều cũng đã phái đồ đệ đều tham gia đến đại hội này. Thật đúng là long tranh hổ đấu. Lâm Phỉ loay hoay chén rượu trên bàn rồi nói, đích xác thì có điểm khó khăn, bất quá nhưng cũng không phải là không thể. Câu lên xem thường Tiêu Viêm, một người không tới 20 tuổi đã là nhị phẩm luyện dược sư. Loại thiên phú này, cho dù là của Hà Lâm đó cũng không có được. Ta trên người của hắn phát sinh ra một ít kỳ tích, ta cũng không cho rằng là cái gì khó khăn cả. Ao Thác thản nhiên cười nói, Phất Khắc Lan hằng hắc cười rồi nói, hy vọng vậy, nếu như thực sự xuất hiện kỳ tích, chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội cũng tự nhiên sẽ nổi danh đại trấn. Ha ha, kinh phí sang năm cũng có thể hướng tới tổng bộ mà há miệng lớn. Ao Thác âm hiểm cười nói, còn có dược liệu quý hiếm nữa đó. Hai lão giả này chỉ biết lo nghĩ cho công hội gì đó của mình mà thôi. Nhìn hai lão già lộ ra bộ dáng âm hiểm, Lâm Phỉ cùng với Tuyết Mị bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm. Một đường đi ra luyện dược sư công hội, Tiêu Viêm đứng ở trên đường cái nhìn chung quanh, thoáng trầm ngâm cất bước về hướng Lạp Lan gia tộc. Hôm nay khu độc còn chưa có tiến hành, trải qua hôm qua phát hiện ra lạc độc dĩ nhiên là lưu lại trong cơ thể của chính mình. Tiêu Viêm hôm nay nghĩ đến lần nữa xác nhận một phen, thứ này đến cuối cùng là như thế nào lại xuất hiện. Nếu như mỗi một lần khu độc đều đem lạc độc ít nhiều vào trong cơ thể, vậy vấn đề này giống như là có điểm. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đạp cước hóa mình vào đám người, sau đó chậm rãi biến mất trong dòng người. Tại Thước Đằng Nhĩ gia tộc tổng bộ ở phòng khách, ngày thường rất khó nhìn thấy bóng dáng vị lão giả này, nhưng lúc này hắn lại là lơm lớp lo sợ ngồi ở ghế, cũng không để ý dưới một đám tiểu bối cường mắt kinh ngạc nhìn, mà là hướng ánh mắt cung kính về phía vị hoa dâm lão giả đang ngồi trên ghế thủ vị. Ở dưới thủ vị, vị lão giả thân mặc hoa bào, vẻ mặt thoáng có chút kích động rồi nói, Hải lão, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Lúc đầu ngài đi không trở về, ta giống như là vận dụng tất cả lực lượng, nhưng lại không tìm được một lửa điểm tung tích của ngài. Thủ vị lao nhân bất ngờ là người lúc trước đã cùng với Tiêu Viêm tách ra Hải Ba Đông. Lúc này hắn đang cầm chén trà nóng ấm, liếc mắt nhìn vị lão giả đang kích động, khuôn mặt lạnh nhạt cũng là ôn hòa đi rất nhiều, mở miệng nói, lúc đầu có chút chuyện cho nên ẩn cư nhiều năm như vậy, cũng may không sao, hiện tại đã không có việc gì rồi. Đằng Sơn nhiều năm như vậy không thấy, người cũng thành đấu vương cường giả, trông coi Thước Đằng Nhĩ gia tộc này là một khó khăn lớn, người cũng đã làm không tồi, sau này người cứ tiếp tục trưởng quản Thước Đằng Nhĩ gia tộc đi. Ta hiện tại cũng không nghĩ tới sẽ nhúng tay, ta nghĩ tin tức ta trở về không bao lâu sẽ bị lão yêu quái trong hoàng cung kia biết được. Hơi hơi gật đầu, Hải Bà Đồng nhẹ giọng nói, Hải lão trở về tự nhiên là việc vui lớn nhất của Thước Đằng Nhĩ gia tộc, được xưng là Đằng Sơn lão nhân, tự nhiên chính là người của Thước Đằng Nhĩ gia tộc, đồng thời cũng là một trong già ma đế quốc thập đại cường giả Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn. Phía trong đại sảnh vẫn đứng thẳng tắp không ít thanh liên kiệt xuất trong gia tộc, đó là những người có dòng máu chân chính của Thước Đằng Nhĩ gia tộc. Lúc này nhìn đại trưởng lão ngày thường khuôn mặt không đổi, đối với mọi người cực kỳ là nghiêm khắc, mà giờ đây cơ nhiên lại lộ ra vẻ mặt cung kính, đều là vẻ mặt thư gia. Trong lòng không ngừng phỏng đoán thân phận vị hoa dâm lão nhân này, Hải Ba Đông 10 năm chưa từng trở về Thước Đằng Nhĩ gia tộc, đủ để cho những người tuổi trẻ này quên đi sự tồn tại của hắn. Lôi Âu, lăn ra đây! Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên xoay người, nhìn đám người bên trong quát to một tiếng, một bóng dáng chật vật vội vã đi ra, sau đó toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất run giọng nói, đại trưởng lão. Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói, đụng vào Hải lão vốn lên trực tiếp trục xuất người ra khỏi gia tộc, có điều liệm tình người từng đối với gia tộc có công, phế đi chức vị trưởng lão, phân phối đến biên cảnh thành thị quản lý phân hội, ở đó 3 năm không được quay về tổng bộ. Nghe vậy, Lôi Âu khuôn mặt nhất thời vàng bạch như đất. Ngay lúc Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn lên tiếng, trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người là không dám xen miệng, chỉ có thủ vị Hải Bà Đông bình tĩnh lưng chùm trà. Nhã Phi ánh mắt chuyển hướng trên một bên ghế, nhìn Nhã Phi lúc này đang đứng ngồi không yên, Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí mới từ từ nhu hòa, mỉm cười rồi nói,
Lần này ngươi làm tốt lắm, sau này ngươi liền bắt đầu chính thức bắt tay vào quản lý phòng đấu giá Mỹ Đặc Nhĩ Tổng Bộ. Vâng, đa tạ đại trưởng lão. Không nhìn đến những ánh mắt nóng chảy xung quanh, Nhã Phi cố gắng bình tĩnh gật đầu. Lúc này ngọc thủ ở trong tay áo cũng đang gắt gào nắm chặt. Hải lão, xem ra ngài hay là về gia tộc đi. Căn phòng của ngài ta vẫn sai người thường xuyên quét dọn. Đem việc thưởng phạt trước mặt Hải Bá Đông xong, Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn xoay người lại lộng nhiệt nhìn hắn, hơi hơi lắc đầu. Hải Bá Đông cười nói, trong khoảng thời gian ngắn còn không được, dựa theo ước định ta còn phải đi theo làm hộ vệ cho tên tiểu gia hỏa kia một đoạn thời gian. Hộ vệ? Nghe vậy Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc tự nhủ, người lọ có lẽ là Thanh Liên tên là Tiêu Viêm kia, cư nhiên có thể khiến cho Hải lão chấp nhận đi làm bảo tiêu cho hắn. Hắn có thể có năng lực lớn đến như vậy hay sao? Lấy năng lực tình báo của Tước Đặc Nhĩ gia tộc, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đương nhiên là biết chi tiết Tiêu Viêm, có điều cũng vẻn vẹn hạn chế từ lúc Tiêu Viêm ở bên trong Ô Thản Thành. Không lên xem thường hắn, người này không đơn giản, lúc đầu chính là ngay cả ta cũng đã hái nhiều sai lầm cay đắng trên tay của hắn. Người như thế, thực lực ẩn giấu quá sâu, nếu có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không lên cùng hắn là địch. Nói một cách khác, chỉ sợ sẽ là ta cũng khó có thể bảo trụ được Tước Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Bá Đông sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại trong lòng hắn chỉ cần nghĩ tới Tiêu Viêm chế tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên, trong lòng đã có một trận khiếp sợ, cỗ lực lượng này thực sự là quá mức kinh khủng. Nhìn Hải Bá Đông thần sắc ngưng trọng hiếm thấy, trong đại sảnh các trưởng lão cùng với Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng đều là không tự chủ được dâng lên chút kinh hãi. Biết được tính tình của bọn họ, tự nhiên là minh bạch cả Già Ma Đế Quốc có tư cách làm địch nhân của Hải Bá Đông cũng không có vượt qua 5 người, nhưng mà những người đó đây là một vài lão bất tử kia lại vẹn vẹn không tới 20 tuổi. Yên tâm đi Hải lão, ta sẽ nghiêm khắc phân phó người trong gia tộc, sẽ không bao giờ cùng hắn kết oán. Lặng lè gật đầu, Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói ngưng trọng, ở loại đại sự trước mặt như thế này hắn cũng không dám tùy ý. Được rồi, gật đầu, Hải Bá Đông đứng dậy rồi nói, nếu là có thể tận lực trợ giúp hắn, ngày sau người sẽ vì lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Ta phải đi về trước, nếu có chuyện gì có thể cho người đến tìm ta, ngươi hẳn là biết ta ở rồi chứ. Nói xong Hải Bá Đông không hề dừng lại, trực tiếp đi ra đại sảnh, sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn Hải Bá Đông đi khỏi, Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở phào một hơi, ánh mắt nghiêm khắc tại trong đại sảnh quét qua một vòng, trầm giọng nói, vừa rồi Hải lão nói các ngươi cũng đã nghe rõ ràng, người thanh niên tên là Tiêu Viêm, các ngươi tuyệt đối không được trêu chọc, nếu không lôi ân chính là vết xe đổ. Trong đại sảnh mọi người nhanh chóng gật đầu. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng gợn sóng lắc đầu lẩm bẩm rồi nói, ai có thể biết thiếu liên phế vật của bà làm trước đây hiện giờ cư nhiên có thể làm cho Tước Đặc Nhĩ gia tộc, một trong tam đại gia tộc của đế quốc, kiêng kỵ không thôi. Làm Lan Yên Nhiên, ngươi chính xác là đã nhìn lầm rồi. Trong xương phòng, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày nhìn ngón tay đặt trên thân của Lạp Lan Kiệt, thu hồi thành sắc hỏa diễm, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể cảm giác minh bạch được một ít tạp chất trộn lẫn vào trong hỏa diễm đã cũng bị thu hồi vào trong cơ thể. Chậm rãi thu hồi ngón tay, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tại trong lòng thấp giọng thở dài, biến dị lạc độc quả nhiên đáng sợ, lấy trình độ luyện hóa dị hỏa của ta vẫn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa nó, sợ rằng chỉ có cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mới có thể khu trừ hết hoàn toàn. Tiêu Viêm đưa tay vào trong tay áo bào, nhìn sắc mặt của Lạp Lan Kiệt so với lần trước tốt hơn rất nhiều nói, lần này khu độc thêm vài lần nữa, độc tố trong cơ thể có thể hoàn toàn được loại bỏ. Đa tạ Nham Kiều tiểu huynh đệ, ta cảm giác được lạc độc trong cơ thể đang từ từ giảm bớt. Lạp Lan Kiệt lau mồ hôi trên trán, sự đau nhức sau mỗi một lần khu độc đều làm cho hắn giống như là đã trải qua một hồi cùng với cường giả ngang cấp chiến đấu, cực kỳ chật vật. Quay đầu hướng về phía khuôn mặt có một tia mệt mỏi của Tiêu Viêm cảm tạ. Không cần cảm kích, Tiêu Viêm thản nhiên lắc đầu, thần ý tại trong cơ thể chính mình dò xét mấy lần, lông mày nhíu lại càng sâu. Hắn phát hiện lạc độc trải qua nhiều lần khu trừ giống như càng lúc càng đậm. Trầm thấp thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đành tại trong lòng cười khổ một tiếng, ơi thứ này không biết là phúc hay họa đây, nếu như có sư phụ tại đây thì tốt rồi, lấy kinh nghiệm của lão nhân ra việc này cũng không cần ta quan tâm. Thấy Lạp Lan Kiệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, Lạp Lan Túc trên khuôn mặt vẻ hoan hỉ cũng ngày càng nhiều, tiến lên hai bước hướng về Tiêu Viêm cười rồi nói, Nham Kiêu tiểu huynh đệ, hai ngày này khổ cực người, nếu người có cần luyện dược tài liệu hay là đại loại gì gì đó có thể nói ra, đó chỉ là việc nhỏ, toàn bộ hay để chúng ta Lạp Lan gia tộc giúp người thực hiện, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi chần chừ, tiện tay từ lạp giới lấy ra giấy và bút, sau đó rất nhanh viết ra một ít dược liệu chân quý khó tìm, sau đó đưa cho Lạp Lan Túc. Nếu đối phương là một con dê béo như vậy sao không làm thịt, dù sao lấy tài lực của Lạp Lan gia tộc, điểm đồ vật này còn không quá mức làm cho bọn họ đau lòng. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào?
Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ trận trước đấu phá thương khung phần 4 tập 29 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Channel. À quên, NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mệt quá rồi anh em ạ, đi ngủ thôi.